Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu về nhà nước. Và cái phần nghiên cứu hôm nay là chúng ta nghiên cứu về hình thức nhà nước. Vậy thì khi nói về hình thức nhà nước đó, thì ngay lập tức các em sẽ hình dung được câu chuyện rằng đó có phải là cái biểu hiện ra bên ngoài của nhà nước hay không? Và đó, khi chúng ta nói về hình thức thì thường là những cái dạng biểu hiện ra bên ngoài. Nhưng khi nghiên cứu về hình thức nhà nước là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đó là khi chúng ta nghiên cứu về hình thức nhà nước, chúng ta nghiên cứu về cái cách thức tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước. Chúng ta nghiên cứu về cái mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương, và đồng thời chúng ta nghiên cứu về cái cách thức tổ chức quyền lực của nhà nước đó. Nhưng mà đó là cái chế độ đó được thực hiện dân chủ hay không dân chủ. Ví dụ khi các em viết đơn, khi các em viết những một cái giấy tờ quan trọng nào đó, thì câu đầu tiên các em thường viết là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đúng không ạ? Ví dụ như vậy. Thì cái Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đó nói cho chúng ta biết điều gì? Đó chính là hình thức nhà nước, đó là Cộng hòa theo dạng xã hội chủ nghĩa. Ví dụ như vậy. Vậy thì khi tiếp cận với hình thức nhà nước này, các em sẽ tìm hiểu tại sao trên thế giới lại tồn tại những cái tên gọi nhà nước khác nhau. Ví dụ chúng ta gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hòa nhân chủ nhân dân Lào. Ví dụ chúng ta gọi là Vương quốc Anh chẳng hạn. Thì đó tại sao lại có những cái hình thức chính thể như vậy? Khi nghiên cứu về hình thức nhà nước, các em hiểu được cái khái niệm hình thức nhà nước là gì? Đúng không ạ? Và trong đó thì các em phải nhận diện được ba vấn đề. Thứ nhất là chúng ta nhận diện về hình thức chính thể. Thứ hai là chúng ta nhận diện về hình thức cấu trúc nhà nước. Thứ ba là chúng ta phải xem chế độ chính trị nhà nước đó là gì. Vậy thì hình thức nhà nước là một khái niệm bao gồm đến ba yếu tố như vậy. Đúng không ạ? Vậy thì cái nội dung bài hôm nay các em sẽ tiếp cận, thứ nhất là khái niệm về hình thức nhà nước. Thứ hai là về chính thể nhà nước. Thứ ba là về hình thức cấu trúc nhà nước. Và thứ tư là chế độ chính trị của nhà nước. Đầu tiên chúng ta đi vào khái niệm. Thì về khái niệm, các em sẽ thấy rằng hình thức nhà nước là cách thức tổ chức quyền lực nhà nước và những phương pháp để thực hiện quyền lực đó. Và đây là một khái niệm bao gồm ba yếu tố: hình thức chính thể, hình thức cấu trúc và chế độ chính trị. Vậy thì khi em phân tích khái niệm đó, các em sẽ tập trung vào những vấn đề nào? Nếu các em nhìn vào khái niệm khi các em phân tích, vậy thì vấn đề thứ nhất là cách thức tổ chức và quyền lực nhà nước. Quyền lực nhà nước từ đâu mà có? Tổ chức ra làm sao? Đúng không ạ? Và cái phương pháp để thực hiện quyền lực này như thế nào? Và mỗi một nhà nước nó sẽ có những cái cách thức tổ chức quyền lực khác nhau, cái phương pháp thực hiện quyền lực khác nhau, đúng không ạ? Mà nó thể hiện qua ba vấn đề để chúng ta tiếp cận và làm rõ nó. Đó là hình thức chính thể nhà nước, hình thức cấu trúc nhà nước và chế độ chính trị. Thứ nhất là chúng ta nói về hình thức chính thể. Đây là cách thức tổ chức và trình tự để lập ra các cơ quan tối cao của nhà nước. Hay nói cách khác, đây là hình thức mà chúng ta nghiên cứu về việc hình thành nên nghị viện hoặc quốc hội, hình thành nên chính phủ và cơ quan tư pháp là tòa án tối cao. Và đồng thời là chúng ta nghiên cứu thử xem là cái người đứng đầu một nhà nước mà chúng ta thường gọi là nguyên thủ quốc gia được thành lập, hình thành bằng con đường nào. Đúng không ạ? Và xác lập, trong khi hình thành xong rồi thì các em cần phải tìm hiểu thêm là xác lập cái mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước này như thế nào. Tức là mối quan hệ giữa nhánh lập pháp và hành pháp, mối quan hệ giữa lập pháp và tư pháp, mối quan hệ giữa lập pháp và tư pháp. Tức là chúng ta xác định cái mối quan hệ giữa các cơ quan này. Và đồng thời một vấn đề cơ bản thứ ba là các em phải xác định thử xem cái mức độ của nhân dân tham gia vào việc quản lý các cơ quan nhà nước như thế nào. Hay nói một cách khác, hình thức chính thể nó cho chúng ta nghiên cứu về ba vấn đề. Thứ nhất là trình tự thành lập và tổ chức của các cơ quan nhà nước tối cao. Thứ hai là mối quan hệ giữa các cơ quan này. Và thứ ba là mức độ của dân chúng tham gia vào các cơ quan này như thế nào. Đầu tiên, cái cách thức trình tự tổ chức quyền lực nhà nước đó, thì các em thấy thông thường thì quyền lực nhà nước ở trung ương được tổ chức thành 3 loại. Đó là quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp. Quyền lập pháp tức là quyền ban hành ra pháp luật. Quyền hành pháp tức là quyền thực thi pháp luật. Và quyền tư pháp tức là bảo vệ pháp luật. Và trong ở đây nó có một cái thuật ngữ thế này là quyền hành pháp hay thực hiện giữ quyền hành pháp hay thực hiện quyền hành pháp. Giữ quyền lập pháp hay thực hiện quyền lập pháp. Đúng không ạ? Và giữ hay thực hiện quyền là một câu chuyện đó khác. Vì bởi lẽ khi các em nghiên cứu về hiến pháp, các em thấy rằng cho đến tận hiến pháp năm 1992 thì trong hiến pháp có quy định rằng là quốc hội giữ quyền lập pháp. Đúng không ạ? Chính phủ giữ quyền hành pháp và tòa án giữ quyền tư pháp. Nhưng cho đến hiến pháp năm 2013 thì nó lại quy định rằng là quốc hội thực hiện quyền lập pháp, chính phủ thực hiện quyền hành pháp và tòa án thực hiện quyền tư pháp. Câu chuyện thực hiện quyền có nghĩa là cái quyền đó thuộc về nhân dân. Và đây là các cơ quan đại diện, đúng không ạ? Ví dụ như nghị viện là quốc hội là cơ quan đại diện. Và các cơ quan khác có trách nhiệm phải thực thi cái quyền đó do nhân dân giao phó cho. Như vậy ở đây được chia thành 3 quyền: lập pháp, hành pháp và tư pháp.
và theo cách thức như thế nào? Bầu, bổ nhiệm hay là thế tập, tức là thừa kế, kế vị đó em, kế vị ngai vàng, đúng không ạ? Như vậy nó sẽ có cái những cái hình thức mà cái phương pháp để hình thành nên quyền lực. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là mối quan hệ giữa các cơ quan này. Thì trong cái mối quan hệ giữa các cơ quan này nó hình thành hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là các cơ quan này được thành lập ngang bằng, đúng không ạ? Thiết lập mối quan hệ ngang bằng. Ví dụ lập pháp được hình thành theo con đường lập pháp, hành pháp được hình thành theo con đường hành pháp, và tư pháp hình thành theo con đường tư pháp. Và mối quan hệ ngang bằng này trên cơ sở kiềm chế và đối trọng lẫn nhau, đúng không ạ? Đó là cách thức thứ nhất. Cách thức thứ hai là quan hệ thứ bậc trên dưới. Có nghĩa là nhân dân sẽ bầu ra một cơ quan đại diện, và từ cái cơ quan đại diện đó sẽ hình thành các cơ quan khác. Ví dụ bầu ra nghị viện hay quốc hội, từ đó quốc hội lập ra chính phủ. Thì trong trường hợp này là quan hệ thứ bậc trên dưới, đúng không ạ? Nó có thể hai hình thức song song, cùng thành lập song song, hoặc là theo một cái dạng thứ bậc và phụ thuộc. Và vấn đề thứ ba đó là mức độ nhân dân tham gia vào thiết lập cơ quan nhà nước. Tức là nhân dân ở đây có quyền tham gia vào hình thành cơ quan nhà nước không? Và có phải tất cả những nhân dân đều có quyền tham gia vào hình thành cơ quan nhà nước không? Đúng không ạ? Đó là vấn đề thứ ba mà các em cần nghiên cứu. Vậy thì khi chúng ta nói về cái cách thức thực hiện quyền lực như vậy, thì các em lưu ý là việc tổ chức thực hiện quyền lực này, nguyên nhân đâu, nguyên nhân nào dẫn đến cái việc tổ chức thực hiện quyền lực như vậy? Đó là do tình hình lịch sử của một nhà nước, do tình hình chính trị của một nhà nước, do mức độ dân chủ của một nhà nước mà nó có thể hình thành nên như vậy. Thầy lấy ví dụ, trong trường hợp nào là bầu? Ví dụ ở Mỹ, khi bầu ra một cái nguyên thủ quốc gia, đúng không ạ? Khi hình thành một nguyên thủ quốc gia là hình thành theo con đường bầu cử. Và cái việc bầu cử đó là việc nhân dân lựa chọn một người, đúng không ạ? Đại diện cho nhà nước về mặt đối nội và đối ngoại. Nhưng ví dụ như ở Việt Nam, đúng không ạ? Chủ tịch nước thì thông qua bầu cử của quốc hội. Thì trong trường hợp đó không phải là nhân dân tham gia bầu cử, mà nhân dân bầu ra người đại diện, và người đại diện đó bầu ra một cái người nguyên thủ. Thì chính cái điều đó mà các em thấy cách thức bầu cử là như vậy. Hoặc bổ nhiệm, ví dụ nữ hoàng Anh bổ nhiệm thủ tướng chính phủ, thì trong trường hợp này cái người đứng đầu nhánh hành pháp lại được bổ nhiệm, đúng không ạ? Hoặc giả là thế tập hay là truyền ngôi, thì các em thấy thường cái này trong hình thức chính thể nào các em? Quân chủ, tức là có nhà vua, đúng không ạ? Nhà vua là nguyên thủ quốc gia, đại diện cho nhà nước về mặt đối nội và đối ngoại. Nhưng mà để không phải là bầu hay là bổ nhiệm một người khác kế tục sự nghiệp của mình, mà là theo dạng truyền ngôi, vua truyền cho con, đúng không ạ? Như vậy thì ở đây nó sẽ có cái cách thức để tổ chức hình thành lập như vậy. Và những cái tổ chức cách thức thành lập như vậy đó, nó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề tổ chức thực hiện quyền lực. Quyền lực đó như thế nào, được thực hiện như thế nào, đúng không ạ? Và cái cách thức mà nhân dân tham gia, ví dụ như vua truyền ngôi, các em thấy nhân dân có tham gia vào việc này được không? Không, đúng không ạ? Bầu cử có thể có hoặc có thể không, đúng không ạ? Hoặc có bằng cách trực tiếp, hoặc có bằng cách gián tiếp. Đó là như vậy. Thì để tìm hiểu được cái hình thức nhà nước, tức là hình thức của nhà nước ấy, thì các em phải tìm hiểu những cái hình thức chính thể cơ bản. Và chính cái chính thể này là cái cơ bản nhất để nói rõ là cái quyền lực được hình thành như thế nào. Các em có nhớ là khi chúng ta nói về quyền lực, thì các em phải nhớ lại là cái bài đầu tiên khi chúng ta học về nguồn gốc nhà nước. Quyền lực giống như thầy đã từng nói, quyền là khả năng sai khiến và áp đặt, và lực là buộc người khác phải tuân thủ theo mình. Vậy quyền lực là khả năng và sai khiến người khác phải tuân thủ theo. Vậy cái quyền lực này hình thành bằng con đường nào? Và có bao nhiêu dạng quyền lực mà nó tồn tại? Thì ở đây nó sẽ có hai dạng quyền lực các em. Thứ nhất, người ta gọi là quyền lực xã hội. Quyền lực xã hội nó tồn tại trong xã hội, và quyền lực đó do cộng đồng xã hội suy tôn. Và cái quyền lực đó không gắn với lợi ích kinh tế. Thầy lấy ví dụ như trong công xã Nguyên Thủy chẳng hạn. Đúng không ạ? Công xã Nguyên Thủy thì cái người đứng đầu của thị tộc bộ lạc, quyền lực họ từ đâu mà có? Là do cộng đồng suy tôn. Nhưng mà trong thời kỳ này chưa có nhà nước, đúng không ạ? Và do cộng đồng suy tôn, tất cả các thành viên trong cộng đồng suy tôn. Và như vậy cái quyền lực này là họ đại diện cho cộng đồng. Nhưng mà họ có gắn kết với cộng đồng không? Họ gắn chặt với cộng đồng. Tức là họ vẫn tham gia vào quá trình lao động sản xuất như các thành viên khác. Họ vẫn được chia phần như các thành viên khác. Tức là quyền lực này do cộng đồng xã hội suy tôn, nhưng nó lại không gắn với lợi ích kinh tế. Một cái dạng quyền lực thứ hai nó cũng tồn tại. Và quyền lực thứ hai này nó gắn với hình thức chính thể của mình. Đó là quyền lực chính trị và quyền lực công cộng. Đặc biệt, quyền lực chính trị là một dạng quyền lực mà do giành giật mới có được, do đấu tranh giai cấp để hình thành quyền lực. Và cái quyền lực đó không còn phải do tuyệt đối cộng đồng xã hội suy tôn, mà quyền lực đó nó đại diện cho một tầng lớp, một giai cấp, một nhóm người, chứ không phải là đại diện. Nhưng mà với tư cách là sẽ đại diện cho toàn bộ xã hội, nhưng quyền lực đó nó mang tính giai cấp. Thì cái quyền lực đó chúng ta gọi là quyền lực chính trị. Và cái quyền lực đó chúng ta cũng xem là quyền lực công cộng đặc biệt. Nó đặc biệt ở đây bởi lẽ để
thực hiện quyền lực đó, nó còn kèm theo các thiết chế chính trị, pháp lý để thực hiện quyền lực. Ví dụ tòa án, ví dụ quân đội, ví dụ nhà tù. Đó là các thiết chế chính trị, pháp lý để hình thành được quyền lực. Còn trong cái gọi là quyền lực xã hội thì nó sẽ không có những cái thiết chế chính trị này. Đúng không ạ? Đây là sự khác biệt. Do đó con đường hình thành quyền lực là một cách rất là đặc biệt để các em thấy được là cái cách thức tổ chức quyền lực đó, tại sao nó hình thành, nguồn gốc nó hình thành và hình thành như thế nào, và cách thức tổ chức nó ra làm sao. Bây giờ chúng ta đi vào hình thức chính thể đầu tiên là quân chủ. Thì trong khi nói về hình thức chính thể thì ở đây các em lưu ý là chúng ta sẽ có hai dạng chính thể: chính thể quân chủ và chính thể cộng hòa. Và trong chính thể quân chủ sẽ có những cái dạng nhỏ, sẽ có quân chủ tuyệt đối và quân chủ hạn chế. Trong cộng hòa thì thường ở đây có nhiều cách tiếp cận khác nhau. Thông thường về hiện đại ngày nay người ta chỉ tiếp cận về hình thức chính thể cộng hòa tổng thống, cộng hòa đại nghị và cộng hòa lưỡng hệ. Nhưng mà thực ra nếu mà xét cho cùng, tức là chúng ta xuyên suốt cái quá trình lịch sử, thì chúng ta thấy rằng trong chính thể cộng hòa này, ngay từ đầu, từ thời Hy Lạp đã tồn tại hình thức chính thể cộng hòa dân chủ nhân dân. Nhưng vì lẽ trong thời kỳ này đó là thời kỳ chiếm hữu nô lệ, và hình thức chính thể cộng hòa này đã được thể hiện ở dạng đó cộng hòa dân chủ nhân dân chủ nô. Và sau đó các em sẽ thấy một hình thức chính thể đó là cộng hòa quý tộc, đúng không ạ? Và cộng hòa dân chủ nhân dân, và chúng ta có cộng hòa tổng thống, chúng ta có cộng hòa đại nghị và cộng hòa lưỡng hệ. Như vậy xét về hình thức cộng hòa mà nhìn ở bình diện chung nhất, chúng ta có 6 hình thức chính thể cộng hòa cộng với 3 hình thức chính thể quân chủ. Và bài hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về các hình thức chính thể đây, đúng không ạ? Đầu tiên là chúng ta nghiên cứu về hình thức chính thể quân chủ. Quân chủ là một hình thức chính thể mà các em hình dung đó, trong đó quyền lực nhà nước tập trung toàn bộ hay một phần vào tay người đứng đầu nhà nước. Vậy thì trong hình thức chính thể quân chủ này, người đứng đầu nhà nước là ai? Là nhà vua. Là nhà vua, đúng không ạ? Và vấn đề đặt ra mà các em nhìn vào cái khái niệm này, các em thấy được rằng là các em sẽ đặt cho mình câu hỏi: tập trung toàn bộ hay một phần? Vậy thì khi nào là tập trung toàn bộ và khi nào là tập trung một phần, và quyền lực đó là quyền lực nào? Xin thưa, quyền lực đó là quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp. Vậy thì cái người đứng đầu nhà nước đó nếu tập trung toàn bộ, tức là bản thân cái người đó sẽ nắm giữ 3 quyền cơ bản nhất, đó là quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Còn nếu mà tập trung một phần, vậy thì trong 3 nhánh quyền lực đó, lập pháp, hành pháp và tư pháp, họ nắm giữ quyền lực nào và tại sao? Thì các em phải lý giải khi nói về hình thức chính thể quân chủ, tức là các em phải lý giải rõ cái điều đó. Đó. Và đặc điểm của chính thể quân chủ thì các em phải hình dung giống như thầy vừa trình bày, là quyền lực nhà nước tập trung toàn bộ hay một phần vào tay người đứng đầu nhà nước. Đây là đặc điểm cơ bản nhất mà các em có thể thấy. Nếu tập trung toàn bộ hay một phần thì cái một phần đó, thì ở đây các em phải hình dung một chuyện là đã có sự phân chia quyền lực nhà nước. Đã có sự phân chia quyền lực nhà nước giữa cái mà chúng ta gọi là nguyên thủ quốc gia, giữa một người mà chúng ta gọi là nguyên thủ quốc gia, giữa một tổ chức mà chúng ta gọi là nghị viện, tức là giữ quyền lập pháp, giữa một nhánh gọi là nhánh hành pháp và nhánh còn lại là nhánh tư pháp. Phân chia quyền lực. Và các em sau khi nghiên cứu phần này, các em phải xác định được cái sự phân chia quyền lực đó. Và cái thứ hai là quyền lực tối cao của nhà nước được hình thành bằng con đường thừa kế. Hay nói cách khác, nguyên thủ quốc gia, quyền lực này được hình thành bằng con đường thừa kế. Tức là nhà vua, đúng không ạ, sẽ truyền ngôi lại cho con mình hoặc là cho ai đó. Vậy thì trong thường đa phần là truyền ngôi lại cho con. Thì trong trường hợp này, cái nguyên thủ quốc gia chúng ta có thể gọi là vua này, là gì nữa các em? Nữ hoàng này, hoàng đế này, đúng không ạ? Quốc vương này. Thì cái hình thức đó là biểu hiện của hình thức quân chủ, là quyền lực của nhà nước được hình thành bằng con đường thừa kế. Và cái quyền lực đó nó được truyền ngôi. Tuy nhiên, nhiều quan điểm cho rằng là có một số cái hình dạng nhà nước đặc biệt mà cái việc truyền ngôi, tức là truyền dạng quyền lực này, nó lại không theo con đường thừa kế, quý vị. Thầy lấy ví dụ như có một nhà nước cực kỳ đặc biệt, đó là một nhà nước mà diện tích khoảng chừng trên 40 hectare, một nhà nước mà không có quân đội, một nhà nước mà không có nhà tù, một nhà nước mà lại nằm trong lòng một quốc gia khác, đó chính là Vatican. Một nhà nước này nhiều người cho rằng đó là nhà nước tôn giáo, đúng không ạ? Nhưng biểu hiện của nhà nước này dường như là một cái dạng chính thể quân chủ tuyệt đối. Tại vì cái người đứng đầu, tức là giáo hoàng ấy, sẽ nắm giữ tất cả các quyền lực lập pháp, hành pháp và tư pháp. Đúng không ạ? Vẫn có một cái hệ thống các cơ quan nhà nước. Nhưng trong trường hợp này, giáo hoàng thì không truyền tử. Thì do đó trong trường hợp này chúng ta không thể áp dụng cái hình thức nhà nước cụ thể này để chúng ta nói về đặc điểm của chính thể quân chủ được. Các em lưu ý điều đó. Tức là khi chúng ta nghiên cứu về hình thức chính thể quân chủ hay cộng hòa, là chúng ta nghiên cứu ở mặt bằng chung, một cái đặc điểm chung, nó phổ biến nhất.
Còn nếu như trong trường hợp nó có cá biệt thì chúng ta phải xác định lại. Các em hình dung, chứ không phải tuyệt đối tất cả các nhà nước đều là như vậy. Ha, tức là chúng ta xác định đến mức độ chung nhất. Cái thứ hai nữa các em cũng cần lưu ý là quyền lực tối cao không xác định về thời hạn. Có nghĩa là nguyên thủ quốc gia hay là nhà vua hay nữ hoàng đó sẽ giữ quyền lực trong bao nhiêu lâu các em? Chúng ta không xác định về mặt thời hạn. Do đó khi các em học lịch sử các em sẽ thấy rằng có vị vua ở ngôi 60 năm, có vị vua ở ngôi 40 năm, đúng không ạ? Có vị vua ở ngôi chỉ 10 năm hoặc là ngắn hơn cả 10 năm nữa. Thì tại sao như vậy? Đúng không ạ? Đó là tùy từng quốc gia đó và cái cách thức truyền ngôi của họ. Như vậy quyền lực ở đây không xác định về mặt thời hạn. Và cái yếu tố này cũng làm cho các em có thể so sánh được đối với hình thức chính thể Cộng hòa. Thì quyền lực có xác định về mặt thời hạn không? Ví dụ, ở Việt Nam, quyền lực của nguyên thủ quốc gia có xác định về mặt thời hạn không? Câu trả lời là có, đúng không ạ? Và xác định như vậy là xác định theo nhiệm kỳ. Và nhiệm kỳ ở đây có thể là 3 năm, 7 năm hoặc 5 năm. Ví dụ như vậy, thì từng quốc gia. Như vậy quyền lực không xác định về thời hạn. Bây giờ chúng ta sang cái hình thức đầu tiên trong quân chủ, đó là chính thể quân chủ tuyệt đối. Và trong chính thể quân chủ tuyệt đối này, về mặt lý luận á, người ta sẽ dùng thuật ngữ là quân chủ tuyệt đối. Nhưng khi các em học lịch sử, các em sẽ thấy rằng người ta sẽ sử dụng thuật ngữ gì các em? Chính thể quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền. Ví dụ như vậy. Nhưng mà trong đây thầy yêu cầu các em là sử dụng cái thuật ngữ chính thể quân chủ tuyệt đối. Tuyệt đối ở đây nói cho các em một vấn đề là quyền lực được tập trung vào tay một người. Và người đứng đầu nhà nước là nguyên thủ quốc gia đó. Và đứng đầu cái nghị viện hoặc lãnh đạo chính phủ luôn. Và với thể chế này, nhà vua nắm giữ tất cả các quyền lực. Đúng không ạ? Đó là quyền lập pháp, quyền hành pháp, lẫn tư pháp. Đây là một dạng chính thể quân chủ rất là đặc biệt. Đúng không ạ? Và chính thể quân chủ này phổ biến ở thời kỳ nào các em? Và đặc biệt đó là thời kỳ chiếm hữu nô lệ và thời kỳ phong kiến. Đúng không ạ? Và trong thời kỳ hiện đại, các em cũng có thể thấy được vấn đề đó. Tức là chính thể quân chủ tuyệt đối. Và hiện giờ, ví dụ như một số quốc gia vẫn còn cái chính thể quân chủ tuyệt đối đó, mình chủ yếu tập trung ở các nước Ả Rập Saudi, tức là Trung Đông, đó, ví dụ Oman chẳng hạn. Đó, thì chính thể quân chủ tuyệt đối là thể hiện cái dạng mà trong đó quyền lực nhà vua rất lớn. Và các cơ quan nhà nước hoặc hệ thống các cơ quan nhà nước khác là để ủng hộ cho quyền lực của nhà vua, tuân thủ theo quyền lực của nhà vua. Đúng không ạ? Chính thể quân chủ tuyệt đối. Vậy thì cái chính thể này các em lưu ý là nhà vua giữ quyền lực rất lớn. Câu chuyện thứ hai của mình là chính thể quân chủ hạn chế. Và khi chúng ta nói chính thể quân chủ hạn chế thì các em phải hình dung được là cái gì hạn chế quyền lực của nhà vua. Và đây là có sự hạn chế và tại sao nhà lại có sự hạn chế đó, đúng không ạ? Và trong cái sự hạn chế này nó nói cho các em một điều rằng là người đứng đầu nhà nước, tức là nguyên thủ quốc gia trong trường hợp này chỉ nắm giữ một phần quyền lực tối cao. Và bên cạnh đó còn có các cơ quan khác nắm giữ quyền lực nữa, đúng không ạ? Và ở đây nó sẽ là chia sẻ quyền lực. Và cái gì lại có thể hạn chế được quyền lực của nhà vua? Đó là hiến pháp. Hiến pháp là văn bản thể hiện sự hạn chế hoặc chia sẻ quyền lực này. Thì trong chính thể quân chủ hạn chế, các em lưu ý, chúng ta sẽ có hai dạng quân chủ. Đó là quân chủ nhị nguyên hay còn gọi là quân chủ nhị hợp. Và quân chủ thứ hai, đó là quân chủ đại nghị. Thì hình thức thứ nhất là hình thức quân chủ nhị nguyên. Quân chủ nhị nguyên là trong đó quyền của nguyên thủ quốc gia bị hạn chế trong lĩnh vực lập pháp, song lại rất rộng trong lĩnh vực hành pháp. Và như vậy nhà vua sẽ nắm giữ gì, quyền gì các em? Quyền hành pháp. Tòa án sẽ nắm giữ quyền tư pháp. Và nghị viện sẽ nắm giữ quyền lập pháp. Và vấn đề đặt ra ở đây là các em sẽ đặt câu hỏi: thưa thầy, tại sao mà nhà vua lại giữ quyền hành pháp? Tại sao nhà vua lại không giữ quyền lập pháp? Hay là tại sao nhà vua không nắm giữ quyền tư pháp? Và để tìm hiểu được điều này là một câu chuyện rất là lý thú. Nếu có điều kiện, các em hãy quay về cái thời kỳ cách mạng tư sản. Khoảng thế kỷ thứ 15-16, cách mạng tư sản đầu tiên nổ ra ở Hà Lan. Và sau đó, thế kỷ 16, năm 1646, cách mạng tư sản Anh nổ ra. Và các cuộc cách mạng tư sản này, với mục tiêu của nó là gì? Là lật đổ chế độ phong kiến và hình thành nhà nước tư sản. Tuy nhiên, trong cái việc hình thành nhà nước tư sản đó, thì nó có tồn tại nhiều vấn đề ở cái chỗ là nó có sự chia sẻ quyền lực. Nó sự chia sẻ quyền lực. Dầu rằng giai cấp tư sản muốn lật đổ chế độ phong kiến, nhưng có thể nó không triệt để. Cái cuộc cách mạng không triệt để, do đó dẫn đến cái sự thỏa hiệp giữa tư sản và phong kiến. Đúng không ạ? Để hình thành một hình thức chính thể quân chủ rất là đặc biệt này. Tức là vẫn còn tồn tại nhà vua. Nhưng mà vì bởi lẽ đã tồn tại một giai cấp tư sản lớn mạnh như vậy, do đó nhà vua không còn có khả năng để nắm giữ toàn bộ quyền lực nữa. Và đặc biệt trong trường hợp này, nếu nhà vua giữ quyền lập pháp, điều đó có thể tạo điều kiện cho nhà vua có thể nắm giữ toàn bộ quyền lực nhà nước. Vì nhà vua bằng pháp luật có thể tạo nên quyền lực của mình. Các em hình dung được không? Do đó là trong trường hợp này, nhà vua nắm giữ quyền hành pháp, tức là quyền điều hành quản lý đất nước, nhưng mà quyền lập pháp lại trao cho một cái tổ chức, đó là nghị viện.
đúng không ạ? Và nghị viện do nhân dân lập ra. Như vậy, quyền của nhà vua rất rộng trong lĩnh vực hành pháp, nhưng mà lại bị hạn chế tối đa trong lĩnh vực lập pháp và tư pháp. À, đây là hình thức chính thể quân chủ nhị nguyên. Và bây giờ đấy, có nhiều quan điểm cho rằng là hình thức chính thể quân chủ nhị nguyên không còn tồn tại nữa. Tuy nhiên cũng có một số quan điểm tồn tại là vẫn còn một số nước trên thế giới này vẫn còn tồn tại hình thức chính thể quân chủ nhị nguyên. Đó là tùy cách thức tiếp cận. Nhưng mà về đặc điểm cơ bản của chính thể quân chủ nhị nguyên thì các em thấy nhà vua có quyền hành pháp. Nếu các em đối chiếu ở đây và các em có thể tìm được, đúng không ạ, là chính thể nào là chính thể quân chủ theo hình thức chính thể quân chủ nhị nguyên. Vua có quyền hành pháp, nghị viện giữ quyền lập pháp, chính phủ do vua lập ra và không chịu trách nhiệm trước nghị viện. Tại sao các em? Chính phủ do vua lập ra, vậy chính phủ chịu trách nhiệm trước ai? Chắc chắn nếu mà nhà vua lập ra chính phủ, điều đó đồng nghĩa rằng là chính phủ phải chịu trách nhiệm trước nhà vua. Còn nếu như nghị viện lập ra chính phủ thì điều đó cũng đồng nghĩa rằng chính phủ phải chịu trách nhiệm trước nghị viện. Thì trong hình thức chính thể quân chủ nhị nguyên này là nhà vua lập ra chính phủ, do đó chính phủ phụ thuộc vào nhà vua. Và đặc biệt là nhà vua có quyền can thiệp vào hoạt động lập pháp của nghị viện. Ví dụ như quyền phủ quyết các đạo luật của nghị viện, đúng không ạ? Quyền giải tán nghị viện. Đây là một quyền rất là lớn. Đúng không ạ? Mà bây giờ chúng ta không thấy được nhà vua có quyền giải tán nghị viện nữa. Đó. Nhà vua giữ quyền hành pháp, nhưng mà quyền lực của thời kỳ phong kiến vẫn truyền sang, nó vẫn còn rất lớn ở cái chỗ này trong cách thức cơ cấu tổ chức và thực hiện quyền lực. Do đó các em thấy là nhà vua vẫn giữ quyền là giải tán nghị viện. Đó. Đó là cái chính thể quân chủ đầu tiên, quân chủ nhị nguyên hay quân chủ nhị hợp. Cái chính thể quân chủ thứ hai là quân chủ đại nghị. Quân chủ đại nghị là một dạng rất là đặc biệt. Trong đó, nguyên thủ quốc gia không có quyền hạn trong lĩnh vực lập pháp, và trong lĩnh vực hành pháp cũng bị hạn chế đến mức tối đa, đúng không ạ? Và chắc chắn cũng không nắm quyền trong lĩnh vực tư pháp. Như vậy, nguyên thủ quốc gia là người đứng đầu nhà nước và chỉ tượng trưng cho dân tộc mà không có thực quyền. Như vậy các em hãy hình dung câu chuyện rằng là một nguyên thủ quốc gia là người đứng đầu nhà nước mà lại không nắm quyền lập pháp, không giữ quyền hành pháp và cũng không có quyền tư pháp. Vậy thì nguyên thủ quốc gia này có quyền gì? Trong ba nhánh quyền lực lập pháp, hành pháp và tư pháp, mà giờ vấn đề đặt ra là nhà vua không giữ quyền lập pháp, không giữ quyền hành pháp, cũng không giữ quyền tư pháp. Vậy thì nhà vua giữ quyền gì? Nhà vua không giữ quyền gì. Vậy nhà vua tồn tại ở đó vì lý do gì? Nhà vua tồn tại ở đó. Và các em sẽ thấy cái đặc điểm ở đây để chúng ta trả lời cho câu hỏi vừa rồi. Quốc hội nhà nước này phần lớn gồm hai viện, thượng nghị viện và hạ nghị viện, nắm quyền lập pháp. Và chính phủ do thủ tướng đứng đầu, nắm quyền hành pháp, và tòa án nắm quyền tư pháp. Ở đây chúng ta thấy rằng vậy thì ba nhánh quyền lực chia cho ba cơ quan khác nhau mà không đề cập đến nguyên thủ quốc gia. Và trong trường hợp này các em thấy đặc điểm nổi bật của nó là gì? Nghị viện là cơ quan lập pháp, và về mặt pháp lý là nhà vua có quyền phủ quyết các đạo luật của nghị viện. Nhưng trường hợp này thì không thấy xảy ra trên thực tế. Có nghĩa là nghị viện giữ quyền lập pháp, nhà vua phủ quyết các đạo luật của nghị viện. Khi nghị viện đưa ra các đạo luật mà nhà vua cảm thấy không hài lòng hoặc không đồng ý về đạo luật đó, thì nhà vua có quyền giữ quyền phủ quyết các đạo luật đó. Nhưng trường hợp này mình lại không thấy, đúng không ạ? Đó. Và chính phủ được thành lập trên cơ sở nghị viện và chịu trách nhiệm trước nghị viện. Vậy thì trong trường hợp này, đặc biệt là chính phủ được thành lập, được nghị viện thành lập và chịu trách nhiệm trên cơ sở nghị viện, các em thấy có gì khác biệt so với chính thể vừa rồi chúng ta nghiên cứu là chính thể quân chủ nhị nguyên không? Đối với chính thể quân chủ nhị nguyên, các em thấy rằng chính phủ do ai thành lập? Do nhà vua thành lập. Và điều đó dẫn đến câu chuyện là cái kết quả là chính phủ đó phải chịu trách nhiệm trước nhà vua. Nhưng trong trường hợp này, chính phủ do nghị viện thành lập ra, do đó là chính phủ phải chịu trách nhiệm trước nghị viện chứ không phải là nhà vua. Nhưng nhà vua lại giữ quyền giải tán nghị viện, đúng không ạ? Đó. Và do đó là, nhưng mà cái người đứng đầu chính phủ á, là do vua bổ nhiệm. Đó. Ví dụ nước Anh, Vương quốc Anh là một hình thức biểu hiện của chính thể quân chủ nhị nguyên rất rõ, quân chủ đại nghị rất rõ. Nhà vua là nguyên thủ quốc gia, đúng không ạ? Nhưng nhà vua không giữ quyền lập pháp, quyền lập pháp thuộc về hai viện, nghị viện và thượng nghị viện và hạ nghị viện. Quyền hành pháp thuộc về chính phủ do thủ tướng đứng đầu, nhưng thủ tướng là do vua bổ nhiệm, đúng không ạ? Và quyền tư pháp thuộc về tòa án. Đó. Như vậy đây là một chính thể khá đặc biệt. Và nguyên thủ quốc gia thì tức là nhà vua đấy, thì truyền theo chế độ thế tập, tức là cha truyền con nối. Vậy thì chúng ta trở lại vấn đề là nếu như vậy thì tại sao nhà vua vẫn tồn tại trong hình thức chính thể này khi nhà vua không giữ quyền lực? Thì theo nghiên cứu đó có hai lý do. Một lý do thật ra là thầy cũng đã từng hỏi một cái giáo sư người Anh, đi hỏi rằng là thế trong chính thể quân chủ đại nghị của Anh đấy thì vấn đề đặt ra là thầy có ủng hộ cái chính quân chủ đó không? Thì thầy nói là thật ra đó là có một số người không ủng hộ hình thức chính thể quân chủ đại nghị của Anh, vì bởi lẽ là dân chúng sẽ có một cái tư tưởng là họ đóng thuế nhiều quá cho hoàng gia, mà trong đó là chỉ mang tính chất biểu trưng thôi, đúng không ạ? Nhưng mà đa phần trên 50%
là họ ủng hộ hoàng gia. Vì hai lý do. Lý do thứ nhất là theo quan niệm thông thường của người bình thường thì cái chế độ, cái nền quân chủ đó đại diện cho sự vĩnh hằng, tức là sự trường cửu. Vì một sự tồn tại nó quá lâu dài rồi và người ta đã trở thành một cái gì đó đối với máu thịt của dân chúng. Đúng không ạ? Và họ không muốn thay đổi điều đó. Đó là lý do thứ nhất. Và lý do thứ hai khá đặc biệt, đó là lý do mang màu sắc chính trị. Lý do đầu tiên là lý do có thể là tâm lý và lịch sử. Nhưng lý do thứ hai là lý do chính trị. Khi tồn tại một cái nền quân chủ như vậy đó, thì ví dụ trong một nhà nước đa đảng, thì nó có thể dẫn đến sự mâu thuẫn giữa các đảng phái, cái sự đối lập giữa các đảng phái. Và sự đối lập giữa các đảng phái đó có thể dẫn đến nội chiến trong quốc gia. Thì lúc này nhà vua có thể là người đứng ra làm trung gian để điều hòa mâu thuẫn giữa các đảng phái đó. Trung gian làm điều hòa mâu thuẫn. Như vậy các em sẽ thấy hình dung được rằng là lý do bình thường chúng ta không thấy rõ cái quyền lực của nhà vua, nhưng trong một thời khắc đặc biệt nào đó của nhà nước, của đất nước, thì quyền lực nhà vua này thể hiện rất lớn. Đúng không ạ? Như vậy thầy nói lại là trong hình thức chính thể quân chủ đại nghị này, nhà vua người ta thường truyền tụng cái câu nói rằng là nhà vua, tức là nguyên thủ quốc gia, trị vì chứ không cai trị. Trị vì là mang tính chất biểu trưng của quyền lực, còn cai trị thì phải có quyền lực thực sự để cai trị. Nhưng ở đây thì người ta chỉ kết lại một câu là trong chính thể quân chủ đại nghị, nhà vua chỉ trị vì chứ không cai trị. Và các em nên nghiên cứu sâu thêm phần này. Tóm lại, trong cái phần đầu tiên này, các em lưu ý khi chúng ta nói về hình thức nhà nước là các em bắt đầu tiếp cận đến ba khái niệm: hình thức chính thể, hình thức cấu trúc nhà nước và chế độ chính trị. Và thầy vừa trình bày cho các em phần đầu tiên trong hình thức chính thể, đó là hình thức chính thể quân chủ. Và trong hình thức chính thể quân chủ, các em lưu ý như thế nào để gọi là hình thức chính thể quân chủ, đặc điểm hình thức chính thể quân chủ là gì, và chúng ta phải phân loại được hình thức chính thể quân chủ, đúng không ạ? Và trong phân loại hình thức chính thể quân chủ, các em thấy chúng ta có hai hình thức, đó là quân chủ tuyệt đối và quân chủ hạn chế. Và trong quân chủ hạn chế, các em cũng cần lưu ý sẽ có hai phân loại nhỏ, đó là quân chủ nhị nguyên hay quân chủ nhị hợp và quân chủ đại nghị. Các em hình dung không ạ? Và các em cần thiết khi nghiên cứu, các em cần thiết phải so sánh các hình thức chính thể quân chủ này. Thì đó là cái phần mà thầy muốn trình bày cho các em ngày hôm nay. Xin cảm ơn các em.